Thưa quý vị và các bạn, một thông tin gây xôn xao dư luận những ngày vừa qua khi bé trai 3,5 tuổi ở Tây Đăng, Ba Vì, Hà Nội cùng gia đình đến siêu thị để mua sắm rồi bị lạc. Trong quá trình tìm kiếm, người nhà phát hiện có hai người lạ mặt đưa cháu bé đi trên xe máy cách siêu thị khoảng 2 km. Hiện công an huyện Ba Vì đang điều tra làm rõ vụ việc trên. Ngày hôm qua trao đổi với phóng viên chào buổi tối, gia đình bé trai cho biết hiện bé vẫn trong tình trạng hoảng loạn sau vụ việc xảy ra. Cụ thể, vào tối ngày 25 tháng 9, vợ chồng anh Phùng Mạnh Toàn đưa con trai 3,5 tuổi đến siêu thị tại thị trấn Tây Đảng, huyện Ba Vì để mua sắm. Khi hai vợ chồng đi vào phía trong để mua sắm, có nhờ ông bà nội trông giúp. Tuy nhiên, khi không thấy bố mẹ đâu, bé trai đã chạy ra sân để tìm nên gia đình bị lạc mất cháu bé trong khu vực của siêu thị. Khi không thấy bé đâu, gia đình cùng mọi người hô hoán và đi tìm cháu, thì phát hiện cháu ngồi trên xe máy của một đôi nam nữ lạ mặt cách siêu thị khoảng 2 km. Người dân hô hoán, người đàn ông trên xe vội vàng bỏ chạy, đối tượng nữ bị giữ lại. Trao đổi với phóng viên chào buổi tối, gia đình cho biết sau khi bị bắt giữ, đối tượng nữ khai vì thấy cháu bé chơi một mình liền tiến lại cho kẹo vì nghĩ rằng không ai nuôi nên đem về nuôi. Hai ngày sau khi vụ việc xảy ra, bé vẫn hoảng loạn, không ăn uống và liên tục bị nôn. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiến hành điều tra làm rõ. Cũng trao đổi với phóng viên của Chào buổi tối, thì công an xã Phú Sơn, thị trấn Tây Đằng, Ba Vì xác nhận có vụ việc như trên xảy ra trên địa bàn và hiện đang lấy lời khai của đối tượng nữ và điều tra xem vụ việc có hay không có mục đích và động cơ bắt cóc bé trai của đôi trai gái này và trên thực tế thì nhiều gia đình cho trẻ con đi siêu thị hay những trung tâm thương mại và để lạc con là điều khá phổ biến bởi trẻ hiếu động và thường xuyên di chuyển người lớn thì đôi khi khó có thể kiểm soát được nếu quý vị đến những nơi đông người như vậy có thể thường xuyên nghe những thông báo từ tổ thông tin về việc một em bé đi lạc hay là em bé đang tìm bố mẹ gia đình ở đâu đó do đó nếu đưa con trẻ đi chơi đến những nơi đông người thì quý vị cũng cần có sự cẩn trọng về để mắt tới chúng nhiều hơn